Phần này rất là quan trọng, các bạn xem kỹ giúp mình. Phần gấp khúc này mình quấn kỹ, sau đó mình dán keo dán sắt lên chờ cho khô, và mình tiếp tục quấn kỹ lần thứ hai, cũng dán keo lên lần thứ hai, sau đó chờ khô và mình mài bóng lên là được. Phần lõi bên trong mình sử dụng bằng tre nha, còn bạn nào có gỗ thì làm sẽ tốt hơn. Vậy là mình đã hoàn thành cây cần câu, chúc các bạn thành công.